Thật sự thì hôm nay khi mà em nhận lời tham gia chương trình này á, là tại vì trong cái số này có một người em rất là mến mộ nữa. Anh Nghĩa ơi, cho em xin nói cái tiết lộ cái lúc đầu em nói luôn được không? Được, nói luôn đi, nói liền đi, mình đánh trống lảng qua cái chuyện này cho anh. Dạ, xin cho tôi mượn cái chỗ đó anh cái được. Trời, đừng nói anh hôn tay em là tỏ tình nha. Ủa, sao vậy? Em không ok đâu. Tại đó, vì từ đầu chương trình á, em có nói là em tới đây vì một người em mến mộ. Cái trong âm nhạc mình á là có 7 nút nhạc đúng không? Đúng rồi. Là 5 nút nhạc mới là ngũ cung. Đồ re mi fa sol. Đồ re mi fa sol la si. Nhưng mà em đó giờ em đọc 10 nút nhạc không? Đồ re mi fa sol la si mi mi le. Thích em là từ hát hò luôn tới diễn xuất luôn. Tốt. Trời, chương trình hỗ trợ nhạc luôn kìa, nhạc luôn kìa anh ơi. Trời ơi, tự nhiên hôm nay em tới đây em hạnh phúc quá. Nó cần nói xong câu chuyện rồi bây giờ nhạc mới tới. Hay, phòng máy xuất sắc, vỗ tay. Cảm ơn xong rồi. La Thành, em đã thể hiện được tình cảm dành cho người mến mộ rồi đúng không? Dạ. À, mời em về chỗ. Anh, ông cái. Đây nè. Mở nhạc. Đứng lại, bình tĩnh lại anh. Ủa, vụ gì? Ủa, sao cứ mỗi lần tôi kêu nó mở là nó tắt, mà kêu nó tắt là nó mở vậy ta? 2, 3, music. Sau những lời chia sẻ của mình dành cho người khác, với cách đối xử của người ấy, cành hoa này như một mối tình câm, một mối tình chết. À, tôi nói câu thôi. Có thể là Miu Lê rất hâm mộ Trấn Thành, nhưng mà tôi là mối tình tài ba rồi. No. Ủa, lộn đi đó. No. Không sai được thừa. No. No. Anh La Thành, cảm ơn anh nha. Anh chia sẻ thiệt á. Không, cảm động thiệt. Ok. Em hay giỡn thôi chứ. Không, chứ mấy cái này trân trọng. Cái gì hôn mấy bà? Anh không là cái trân trọng á. Không trân trọng á anh. Mày nói thiệt. Rớt nước mắt. Ủa, có Miu Lê hát hay nè. Em hát sao? Tuyệt. Hát bài nghe đi. Anh nói bài gì? Yêu đi. Xin đừng bỏ em ở lại. Xin đừng dập tắt đi. Nỗi nhớ theo em, theo em đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng lẽ điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai nếu sau cơn mưa kia em sẽ đớn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo, vì trái tim em không ai chẳng sẽ ngừng đợi. Tới bây giờ, cho tới bao giờ bạn mới biết là tất cả những gì ở cái chương trình này không có cái gì thiệt hết? Chỉ vậy. Thôi thì cứ người mới mình cứ cho người ta nói rồi tí mình chỉnh sau. Đúng rồi, để ta trải nghiệm. Tìm chứ em là lần thứ hai rồi đó. Hạnh hiểu. Tiếp theo, người đẹp đội cái rế trên đầu, thân thiện môi trường. Không hay. Công việc bạn ấy là số 2 anh. Ba rồi bây giờ anh cầm quần số 2 hay là Thành? Thành anh. Bây giờ em vẫn còn bị trong cái tâm tưởng cho nó bình tĩnh lại. Chị cái khối bị sao? Hay. Không biết nói gì luôn. Lê vẫn còn đúng không? Còn anh có còn. Cho nên là em chậm hơn người ta tới mấy nhịp lần đó. Anh Nghĩa ơi. Em phải cảm nhận anh. Ừ. Tại vì có cái clip mà cột nước mắm thôi mà không biết cách nào để biết hát hay hay không hay. Tại vì mấy nhà khoa học cũng đâu chứng minh được là cột nước mắm là hát hay đâu. Em cứ suy nghĩ hoài đó. Sao các bạn? Em chốt luôn với anh luôn cái người này hát hay. Tại sao? Số mấy cái đã? Hả? Anh đang nói số mấy? Số 3. Dạ. Chứ đừng tự nhiên nó nói một hồi cái nó quay lại nói nãy em nói số 2 là chết á. Sao hay? Số 3 sao hay? À, tại vì hồi lúc mà đi học á, em có đi hát karaoke chung với mấy nhỏ bạn. Ừ. Mà hồi nãy em nhìn cái hình trên đó, cái khuôn mặt, cái dòm miệng, nói chung là cái mặt, khuôn mặt đó đó. Ừ. Là cái kiểu đó là hát hay, với lại nghe cái chữ dứa gì hồi nãy đó. Dứa. Dứa. À. Em cảm giác nó dày lắm. Dày. Dứa dày. Dứa dày. 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 Giọng dày, cao. Em nghĩ bạn này biết hát.
Tại vì trong cái clip á, bạn này diễn dụng về quá, không có giống võ sĩ. Bạn ấy có phải diễn viên đâu. Em đâu biết đâu. Ủa, hôm nay cái đội tôi sao ta? Em là số đầu tiên chơi nên em không có hiểu nhiều quá, không có rành nhiều quá anh. Chỉ cần biết hát hay dở thôi. Thì đó, em nói bạn này là biết hát, hát hay. Anh cũng vậy. Là Thành nói gì về mơ lá đó? Thật sự là Thành nghĩ mọi người nghĩ bị nhiều. Chương trình này có những cái giờ Thành hiểu rồi. Hiểu rồi. Nó sẽ có những cái gọi là dấu chút chắc chục chặt, xích sắc này kia. Và có những cái mà mình nhìn vô là biết gợi ý của chương trình là người này hát hay. Em nghĩ sao bạn ấy mà cho rằng bài hát hay? Anh, lá phổi xanh của trái đất. Mình là một ca sĩ đó là phổi phải khỏe. Gợi ý của chương trình. Phổi tốt, phổi nở thì hát mới hay. Dạ, em nghĩ là hát hay. Lê Thành ơi, anh đánh rơi người yêu này. Thời tới cản nổi. Quan trọng là La Thành đánh rơi được có muốn nhặt lại không? Anh La Thành, anh nhớ nha. Cái gì đâu, ôm kỹ bà con thôi. Chắc em không thể rồi. Không sai đâu, mình không nghe lũ hoa nữa không? Không gì đâu, ôm kỹ bà con thôi. Lụa tới đây, lụa. Dạ, nhớ tên em mừng quá. La Thành nhớ nha, La Thành nhớ nha. Anh kiểu như là vậy thôi chứ đâu phải là ôm ấp kia. Cảm ơn em. Ủa Miu ơi, em là gì của người ta? Giờ em sao? Con Miu? Gái nó dạy anh, nó không thích, nó cũng muốn sở hữu à anh. Ghê. Em không biết sao chứ chương trình này em chơi, càng chơi em càng bị mụ đầu á anh. Trời em ơi, có nhiều khách mời chơi xong về nhập viện luôn đó em. Lúc đầu nghĩ là không hay, nhưng mà bây giờ hồi nãy lúc mà đi ra á, em nhìn cái dáng á, cái dáng mà lướt một hai cái là có nhịp trong người lắm. Cái dáng cái chân á là bình thường ngưỡng nhịp là lướt hát, còn là lướt đàng hoàng lắm nha. Là biết hát á, không có cái nào gọi là vô tình hết. Đúng vậy, mọi thứ đều có sự sắp xếp. Stand. You see bạn rất nhịp, hát dở. Tôi khẳng định với thầy luôn. Rất nhịp, hát dở. Trong đó chỉ có ba cái nhịp là của nó thôi, có một miếng của Lưu Hoàng hồi nãy đó. Rất hát dở đó. Bốn con cá ra rồi bây giờ nhận định ta hát rất nhịp, tội nghiệp nhỏ quá. Không đơn giản đâu anh, tại sao đó bốn cá, tại đứng ngay một số 4 là có gợi ý của chương trình. Trời hết. Tất cả đều có, tất cả có sắp đặt của bên chơi công ty hết. Có gặp rồi. Anh ơi, cái này mà anh biết sao không? Đó là bề trên chỉ mình đó. Em nghĩ là mọi người đừng có đem vô cái chuyện gọi là hát mà không khớp với nhạc nha. Đúng tại rồi. Vì còn những yếu tố xung quanh nữa. Đúng rồi. Khói lạnh, 4-5 người vũ là gió nó luồn từ dưới luồn lên là không có giữ được bản lĩnh, là không có nhép đúng đâu. Thành. Dạ. Hãy nói cho mọi người biết điều bí ẩn. Em thì thích quan sát cái hành động trực tiếp với sân khấu hơn. Dạ. Cái bạn này là biết hát. Ai bạn nào? Cái bạn cây lùm cây nè. Lá phổi đó. Bạn số 6 á là biết hát. Ủa sao bây giờ mọi người thay đổi hết vậy đó? Tại vì cái ánh nét hồi nãy ngộ đó anh, em nhìn biết liền là đang cố tình cho nó không vô khớp, đang cố tình giống như là mình giống như là amateur, nhưng mà cái người này hát hay nè. Là bạn này cố tình diễn không hay. Cố tình là cho mình thấy giống như amateur nhưng mà thực sự là pro. Tại vì cái pha cuối cùng có một pha nuốt nước miếng nhẹ rất đẳng cấp luôn. Rồi ca sĩ mà đang hát nuốt nước miếng mà kêu đẳng cấp. Là bạn này lúc đầu em nói là hát hay, cộng với là cái bản nữa là giống như gợi ý, nhưng mà em nghĩ, nhưng mà chương trình này ghê lắm. Chương trình ghê lắm. Tạo cho bạn này một cái ấn tượng, thật sự là mấy cái kiểu nãy giờ ấn tượng nhất á, ai cũng đứng hát hay ngồi là bạn này là được nâng lên bục luôn. Niết bàn luôn rồi. Bàn rồi. Nên là bạn này đang, chương trình đang muốn làm cho bạn này tỏ ra rất là ghê. Nhưng mà thực sự bạn này hát không hay. Bạn này hát không hay. À, nếp. Rồi, giờ tới em hỏi đúng không anh? Hỏi, nhanh, hết giờ. Hết giờ rồi. Ủa? Em tưởng một người 30 giây. Một đội 30 giây. Một đội 30 giây. Đồng đội của em đã chiếm ít 30 giây của em rồi, trong khi chưa kịp trả lời, chưa kịp hỏi anh bạn này. Anh thương người 30 giây chứ.